Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 171, để tiếp theo cái hành trình của Khương Vọng ở Ung Quốc này sẽ xảy ra những việc gì. Mời mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 171. Tiêu Võ muốn hạ nhân đem cái đầu người của gián điệp Tiêu Quốc trả lại Tiêu Quốc, như vậy chứng tỏ lão ta quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với Tiêu Quốc, không thể vãn hồi được nữa. Và thế là mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, ca múa nhạc nổi lên. Võ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa cũng không gây khó dễ gì nữa, mỉm cười ngồi xuống ở bên cạnh Tiêu Võ. Hắn ta đã đạt được mục đích rồi nên không có lý do gì để phải tiếp tục khó chịu cả. Vì đang đeo mặt nạ nên không có ai có thể thấy được biểu tình của Mạc Kinh Vũ. Nhưng trong suốt buổi thọ yến, hiển nhiên hắn ta không nói được lời nào nữa. Gợn sóng ngầm giữa ba nhân vật này đã kéo theo tâm trạng của tất cả khách khứa từ giây phút này trở đi. Không ai dám tùy ý vui vẻ nữa. Ngay cả Phong Minh đang giàu dĩ cũng không cụng ly nữa. Thọ yến đang diễn ra được một nửa thì Mạc Kinh Vũ liền cáo từ rời đi. Tiết Minh Nghĩa thì cứ đợi mãi cho đến khi Mạc Kinh Vũ rời đi rồi mới từ biệt Tiêu Võ. Mà sau khi hai vị này đi rồi, Tiêu Võ cũng không cần tiếp tục giả vờ mạnh mẽ để chống đỡ nơi trước ở đây nữa, liền khước từ nói đã mệt rồi, trực tiếp rời khỏi bữa tiệc. Dù sao thì nhân vật như bọn họ cũng không cần thân cận với dân quá mức. Khách khứa còn lưu lại thì huyên náo một trận, nhưng mà trung quy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi nên cũng không có quá cao hứng nổi, lại dần dần rơi vào im lặng. Mỗi người đều đang suy xét đến những ảnh hưởng có liên quan tới tương lai, nhưng mà suy cho cùng thì hầu hết tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi tương lai rồi sau đó bị ảnh hưởng. Khi gần đến lúc tan người tàn, một tên hạ nhân của hầu phủ đã đi đến bên cạnh của Phong Việt, ghé tai nói nhỏ vài câu. Phong Việt liền cười cười đứng dậy với bộ dáng thong dong cùng rời đi với gã. Có lẽ là biểu hiện cam chịu nhận chút giận của tông chủ Thanh Vân Đình cuối cùng cũng đã lay động được Uy Ninh Hầu, hoặc cũng có thể là chuyện thăm hỏi của Võ Công Hầu đã khiến cho Uy Ninh Phủ phải bỏ ngạo mạn xuống. Tóm lại là Uy Ninh Phủ đã cho Thanh Vân Đình một cơ hội để khôi phục quan hệ. Dựa vào sự khôn ngoan mà Phong Việt đã thể hiện ra từ trước đến nay thì ông ta gần như là không có khả năng sẽ phá hỏng việc này. Nếu vậy thì cũng có thể nói rằng cha con Phong Việt gần như đạt được mục đích của chuyến đi này. Thanh Vân Đình tọa lạc ở phủ An Thuận, nếu có thể khôi phục lại được quan hệ với hầu gia Thần Lâm duy nhất ở phủ Thuận An thì công trạng này sẽ có lợi lớn cho việc tranh giành chức tông chủ kế nhiệm sau này của Phong Việt. Khương Vọng rất chăm chú nói chuyện cùng với Phong Việt. Hắn hy vọng có thể nhờ vào mối quan hệ với vị công tử ca này mà trà trộn được vào thành Thanh Vân Đình. Dựa vào kinh nghiệm đoạt được Linh Không Điện quán thì kiến trúc thất lạc ở Vân Đình Tiên Cung có lẽ đã tồn tại dựa vào một phương thức thần bí nào đó, cho nên mới tránh được cái việc bị cướp đoạt. Mà vị trí tồn tại của nó hẳn rất trọng yếu, có khả năng là ý nghĩa biểu tượng cực cao, như vậy mới không dễ dàng đánh rơi khi các tông phái di chuyển. Linh Không Điện di chuyển từ Trang Quốc đến Thành Quốc, nhưng kiến trúc thất lạc của Vân Đình Tiên Cung lại vẫn là tồn tại như cũ. Do đó, nó có thể chứng minh được cho điều này. Ngay từ lúc ở Trì Vân Sơn, hắn đã nghĩ tới một vấn đề. Quy tắc tiến vào Trì Vân Sơn nghiêm ngặt như vậy, vậy thì nhất định là phải cần Thanh Vân Đình, Linh Không Điện, Lăng Tiêu Các, Văn Du Ông, bốn phương tề tựu mới có thể mở ra. Nhưng từ thời cận cổ đến nay, thế sự xoay vần. Vậy thì trước khi Vân Đình Tiên Cung chọn ra người thừa kế, nó đã làm thế nào để đảm bảo bốn thế lực này đều có thể tiếp tục tồn tại? Trừ Vân Du Ông ra, thời điểm bắt đầu của ba phương thế lực còn lại chắc chắn không chênh lệch nhiều. Nhưng đến nay lại chỉ có một mình Lăng Tiêu Các lớn mạnh, có thể chống lại các thế lực xung quanh. Tỷ như Linh Không Điện, trước tiên bị Trang Thừa Càn đánh tan,
rồi lại rơi vào trong phân tranh ở thành quốc, sau đó bị đấu miễn thuộc đấu thị của sở quốc thu phục, cuối cùng là rơi vào trong tay của Khương Vọng. Nếu như quá trình xảy ra bất kỳ một lần kém may mắn nào, thì Linh Không Điện rất có khả năng sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Vì vậy rốt cục là Vân Đỉnh Tiên Cung cũng dựa vào cái gì để đảm bảo tính liên tục của việc kế thừa? Ban đầu Khương Vọng tưởng là Diệp Lăng Tiêu đã âm thầm ổn định tất cả để làm chuẩn bị cho Diệp Thanh Vũ tiếp quản Vân Đỉnh Tiên Cung. Còn về những năm trước khi Diệp Lăng Tiêu tiếp quản, thì chuyện này cũng có thể lý giải thành bốn phương thế lực đã có một loại ký kết ngầm lâu đời nào đó. Một phương thế lực bất cứ nào lớn mạnh hơn thì đều phải gánh vác trách nhiệm duy trì truyền thừa. Nhưng sau khi Diệp Thanh Vũ đưa Vân Tiêu Các tới, thì phỏng đoán này liền đã bị bác bỏ. Nếu là Diệp Lăng Tiêu đã ổn định tất cả mọi thứ, vậy thì Linh Không Điện, Thanh Vân Đình và những kiến trúc thất lạc này nên là những thứ nằm trong lòng bàn tay ông ta mới đúng. Tại sao không làm đến cùng mà lại dứt khoát đưa hết cho Khương Vọng? Khương Vọng kết luận rằng vẫn còn một cách khác để bảo đảm việc truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung là chỉ dựa vào kiến thức hiện tại quán thì chưa thể suy đoán chính xác được. Diệp Lăng Tiêu từng nhắc nhở Vân Đỉnh Tiên Cung là phúc duyên quán, nhưng mà đối với hắn ta thì chưa hẳn là phúc. Do đó vấn đề liên quan đến việc truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung vô cùng quan trọng, nhưng mà vì kiến thức có hạn nên hiện tại hắn căn bản không thể tìm ra được đáp án. Chuyện này cũng chỉ đành tạm gác lại. Quay lại chuyện về Thanh Vân Đỉnh, chỉ cần hắn trà trộn được vào sơn môn rồi, dựa vào mối liên hệ giữa Vân Đỉnh Tiên Cung và kiến trúc thất lạc thì sẽ rất khó, thì rất có thể là âm thầm mang kiến trúc thất lạc đi. Chính là giống như cái lần hắn đi lấy kiến trúc thất lạc của Linh Không Điện đó, như vậy thì sẽ không làm kinh động đến người khác. Vì vậy hắn ta nhất định phải giữ kín mối quan hệ mà hắn ta đã dày công xây dựng với Phong Minh này thật tốt. Lúc này thì Phong Minh không uống rượu nữa, nhưng mà khi cha hắn ta được Uy Ninh Hầu mời vào gian trong thì hắn ta lại bắt đầu nhiều lời. Kết hợp tin tức đã nghe ngóng được ở huyện Vân Khê trước đó, thì với việc tiếp xúc ngày hôm nay, Khương Vọng đã có một vài đánh giá ban đầu với người tên là Phong Minh này. Người này khôn ngoan có, hung ác cũng có, lòng tự trọng rất cao, đồng thời cũng có tật xấu thường thấy của công tử nhà giàu là không quá chịu được sỉ nhục. Lần này Phong Việt dẫn hắn ta tới phủ Uy Ninh Hầu, ngoài việc lấy tiếng cho hắn ta thì e là cũng có ý muốn rèn giũa tính khí của hắn ta. Khương Vọng đang nghe chuyện uy phong của Phong Minh, miệng thì lại thỉnh thoảng phụ họa theo, thì đúng lúc này có một loại phản hồi thoải mái truyền đến từ trong Thông Thiên Cung. Khương Vọng phân ra một hơi phần thần hồn rơi vào Thông Thiên Cung, chỉ nhìn thấy từng làn khói xanh đang tản ra hết sức, hết sợi này đến sợi khác. Đó là dấu tích cuối cùng của Minh Trúc. Sau khi trang thừa càn chít, Minh Trúc lưu lại trong Thông Thiên Cung. Dù biết đây là bảo vật khó có được, nhưng mà Khương Vọng cũng không muốn dính đến nó. Hiện tại, khi đã trải qua trận chiến với trang thừa càn và bạch cốt thần rồi, thì hắn ta cũng dành sự coi trọng nhất định cho thần U Minh. Bản thân hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng được thần. Khi đối mặt không phải là thượng sách thì tránh đi mới là cách tốt nhất. Đồng thời hắn cũng là không muốn tùy ý để Minh Trúc ở đâu đó. Thứ nhất là hắn sợ có gì đó tà dị ảnh hưởng đến người nhặt được nó thì lại vô duyên vô cớ hại người khác. Thứ hai là trang thừa càn mang cho hắn cảm giác bị áp bức quá mạnh. Hắn rất lo trong Minh Trúc vẫn có đường lui nào đó còn lưu lại. Do đó hắn chọn cách trực tiếp di rời hạt giống thần thông, dùng tam muội chân hỏa nấu chảy Minh Trúc. Bất kể là trang thừa càn có chuẩn bị sẵn đường lui hay là không, thì Minh Trúc cũng đã đốt thành khói, không còn gì nữa rồi. Nhưng sự cứng cỏi của Minh Trúc lại vượt quá tưởng tượng. Tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt, mãi đến tận hôm nay mới coi như là thành công. Minh Trúc đã hoàn toàn biến thành khói. Trong chớp mắt này, rất nhiều bí thuật bạch cốt thần đã chảy qua trong tâm, liền giống như lần đầu tiên thiêu đốt Minh Trúc. Khương Vọng nhịn xuống bản năng học hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ chúng. Chút bí pháp này cho dù có mạnh, có tuyệt đến đâu, hắn cũng chắc chắn sẽ không học được, không học dùng. Nhưng chuyện này sẽ không có ngăn cản việc hắn ghi nhớ để đóng góp cho đài diễn đạo của Thái Hư Huyễn Cảnh. Nếu chút bí thuật này có vấn đề gì thì cứ để cho Bạch Cốt Tôn Thần và Thái Hư Huyễn Cảnh đi giải quyết đi. Sau này Vu huynh đệ có dự định gì không?
có lẽ đã tán gẫu vui vẻ rồi, nên Phong Minh bỗng hỏi. Cái gọi là chuyện tốt cứ đến liên tục vậy. Tai họa ngầm Minh Trúc bị xóa bỏ hoàn toàn là một chuyện tốt. Chính vào lúc hắn đang cân nhắc xem làm thế nào để chuyển chủ đề nói chuyện với Phong Minh sang vấn đề này, thì lại lập tức nghe được Phong Minh chủ động mở miệng. Đây lại là một chuyện khác tốt. Tất cả đều đang rất thuận lợi. Khương Vọng tạm thời đè thu hoạch này xuống, thở dài nói. Từ sau khi sư tôn ta qua đời, ta luôn cảm thấy con đường phía trước thật là mù mịt. Phong huynh đột ngột hỏi như vậy, ta thực sự là chưa nghĩ được gì. Trong đội phủ thứ hai, hạt giống thần thông hai màu đen trắng chuyển động xoay tròn. Sức mạnh đến từ thần thông đang âm thầm dẫn dắt phương hướng. Phong Minh gật gật đầu. Ồ, là như vậy sao? Nhưng mà sau đó ta lại để chủ đề này qua một bên. Thời điểm ta du lịch ở phủ Lan An năm đó, Khương Vọng nhất thời sững sờ. Hắn nhận ra hắn đã quá tự tin. Không phải là thực lực quán không đủ để dùng lạc lối ảnh hưởng Phong Minh, mà là trong số những lựa chọn của Phong Minh, căn bản không có lựa chọn giữ Vu Tùng Hải lại. Hiểu biết không đủ nên lạc lối đã mất đi hiệu lực. Từ trước đến nay, hiệu quả của lạc lối luôn là lựa chọn chứ không phải là tạo ra lựa chọn. Hắn không thể sử dụng thần thông để khiến cho người khác dựa vào lựa chọn mà người đó vốn sẽ không bao giờ đưa ra. Có lẽ sau khi hạt giống thần thông nở hoa thì lạc lối sẽ có thể có biểu hiện tốt hơn. Nhưng mà ít nhất là hiện tại nó chỉ có thể như vậy. Khương Vọng đã tính toán sai về Phong Minh. Hắn tưởng rằng Phong Minh sẽ nghĩ muốn thu nhập cái tên người hầu này. Nhưng mà từ đầu đến cuối Phong Minh đã hoàn toàn thờ ơ, chỉ xem Khương Vọng như là một người tình cờ gặp mặt và giải sầu cùng hắn ta. Hắn ta sẽ tán gẫu với Khương Vọng, sẽ dẫn hắn đi nhìn sự đời, sẽ khoác vai bá của hắn. Nhưng một khi hắn đã rời khỏi bàn thọ yến này, nếu có quay đầu lại, hắn ta căn bản sẽ không nhận ra Khương Vọng. Cái gì mà Vu Tùng Hải, cái gì mà Khê Vân Kiếm Tông, hắn ta vốn sẽ không quan tâm đến nhân vật không có tầm ảnh hưởng này. Tác dụng tuyệt diệu của lạc lối khiến cho Khương Vọng có ảo giác tựa như hắn đã nắm vững vận mệnh. Nhưng lựa chọn của Phong Minh đã dội cho hắn ta một gáo nước lạnh. Hiểu biết, hắn căn bản không đủ hiểu biết của bản thân, mà cũng thiếu cả những gì hắn thấy chuẩn xác. Hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ Phong Minh, vì vậy mà thần thông thất bại. Giờ phút này hắn mới hiểu ra tại sao nhân vật đáng sợ như Trang Thừa Càn cũng sẽ vì hoàn toàn ỷ vào thần thông lạc lối này mà Bạch Cốt Tôn Thần âm thầm khống chế. Thần thông này thực sự khiến cho người ta khó có thể dừng lại được. Hắn mới sử dụng mấy lần thì đã ngẫu nhiên cho rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Vậy thì một đời bách chiến bách thắng, lừa thần dối quỷ như Trang Thừa Càn lại càng có lý do để tuyệt đối tin tưởng vào thần thông của lão. Nhưng thất bại đột ngột tới lại đập thẳng vào mặt. Khương Vọng không thẹn quá hóa giận, cũng không có ăn năn hối hận. Lúc này hắn chỉ cảm thấy may mắn. May mắn vì đã nhận ra giới hạn của lạc lối và hoang tưởng cuồng vọng của bản thân nó mang lại vào thời điểm sớm và chưa quá quan trọng như vậy. Vận mệnh đã không cho hắn một bài học lớn hơn, khó cứu vãn hơn. Có lẽ vết xe đổ của Trang Thừa Càn có sự thức tỉnh sau chuyện của Phong Minh, hắn nhắc nhở bản thân phải dùng thái độ nghiêm chỉnh hơn khi dùng môn thần thông lạc lối này. Phải. Khương Vọng cười hùa theo nói, những trải nghiệm của Phong Huynh thực sự là rất tuyệt vời, khiến cho tiểu đệ cảm xúc dâng trào, đúng là người phi thường làm chuyện phi thường. Hắn hạ thấp tư thái, cũng hạ thấp kỳ vọng. Kế hoạch hiện giờ chỉ là hôm nay quen thân với Phong Minh mà thôi, nên hắn cũng không có cần nôn nóng muốn việc phải thành. Dưới sự tận lực đón ý nói hùa của Khương Vọng, tất nhiên cả hai người lại tán gẫu sôi nổi một phen. Khách khứa trong sân đã dần dần rời đi. Một bàn này của bọn họ cũng chỉ có Khương Vọng và Phong Minh còn lại. Phong Minh thì vì đợi phụ thân hắn ta, còn Khương Vọng thì lại vì muốn giữ mối quan hệ khó khăn lắm mới dựng được. Nói thì nói, nhưng mà mỗi người đều sốt ruột trong lòng. Nhưng mà đợi mãi, Phong Việt vẫn chưa đi ra. Qua một lúc thì thấy tân khách đã tản đi hơn nửa. Phong Minh cuối cùng không thể nhịn được nữa, liền đứng dậy, ngăn một tên đầy tớ trong hầu phủ lại, hỏi. Làm ơn cho hỏi, sao cha của ta còn chưa ra? Người kia lắc đầu. Ta chỉ là một đầy tớ, không biết phụ thân của người là ai, không có vào được gian trong. Dự cảm xấu trong lòng của Phong Minh càng ngày càng mãnh liệt, vậy nên hắn ta có chút nôn nóng, băng qua bàn tiệc đi thẳng vào gian phòng. Nhưng đã có một bóng người đột ngột chắn trước mặt.
vị tiêu quản sự trước đó mặt lạnh lùng nhìn hắn ta. Định làm gì? Tiêu Thế Thúc. Lúc này Phong Minh không còn có ý khuất hay là không khuất nhục gì nữa, cúi đầu lễ phép nói: gia phụ được gọi vào trong bàn nói chuyện mà vẫn chưa ra sao? Phụ thân ngươi? Tiêu quản sự kinh ngạc nói: không hề có người nào gọi hắn vào trong. Là tôn phụ. Phong Minh nhìn quanh một vòng, nhưng mà đâu còn tìm được đầy tớ trước đó dẫn phụ thân đi vào nữa. Rằng hắn đã cắn chặt, nhưng mà hắn ta chỉ có thể hạ thấp tư thế nói: Thế Thúc đừng có đùa giỡn với cháu, cháu thực sự lo lắng cho gia phụ. Tiêu quản sự thu lại biểu tình, lạnh lùng nhìn hắn ta: ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lão phụ đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn cần đùa giỡn với ngươi sao? Phong Việt đã xảy ra chuyện. Trong nháy mắt hiện ra ý này trong đầu, hai chân của Phong Minh gần như là mềm nhũn. Hắn ta nghiến răng đang định nói mấy lời cay độc gì đó thì Khương Vọng đã đi đến sau lưng, đè vai hắn ta xuống một chút. Chung quy lại thì hắn ta còn phải là người hoàn toàn không có đầu óc. Phong Minh im lặng một chút, sau khi đè nén cảm xúc đang dâng trào thì liền tự tay quay người. Khương Vọng theo sau hắn, một đường hai người đi ra khỏi Uy Ninh Hầu Phủ, không ai ngăn cản. Uy Ninh Hầu Phủ nằm ở ngoại ô huyện Thông Ý. Sau khi ra khỏi Hầu Phủ, sẽ nhìn thấy một con đường thẳng được xây dựng rất đẹp, nối thẳng với đường lớn phía xa. Trước cửa Hầu Phủ, treo cao đèn. Ở bên ngoài Hầu Phủ trăng sao sáng ngập trời, xe ngựa lác đác ở trên đường chạy ngày càng xa. Sau khi ra khỏi Hầu Phủ, cuối cùng Phong Minh cũng không kiềm chế được nữa, hùng hăng đấm một quyền khiến cho cây đại thụ ven đường ngả nghiêng một trận. Cái gì mà Uy Ninh Hầu Phủ? Chỗ này là ổ thổ phỉ sao? Quả cũng nhận rồi, tội cũng đền rồi, mà vậy mà còn giam cầm người sao? Hắn ta buồn bực căm giận cực độ. Như vậy thực sự cũng là do chuyện người cha từ trước đến nay vẫn luôn dựa dẫm mà đột nhiên xảy ra chuyện, đã khiến tâm trạng của hắn ta xuống dốc. Mà Trì Vân Sơn còn không phải là chúng ta bảo hắn đi, là do Tiêu Hùng đó khăng khăng đòi đi. Xảy ra chuyện thì trách ai được chứ? Không phải là Trì Nguyệt sư tỷ cũng gặp chuyện sao? Chúng ta có thể trách ai? Khương Vọng đi theo bên cạnh, đợi sau khiến ta trút hết bất mãn một lúc rồi mới nói: hiện tại Lệnh Tôn chỉ đang bị giam giữ, còn chưa xảy ra chuyện, Phong huynh tạm thời bình tĩnh một chút. Lý do rất đơn giản, nếu mà Phong Việt đã xảy ra chuyện thì Uy Ninh Hầu sẽ không để cho Phong Minh rời đi. Phong Minh phẫn hận không thôi: lão hầu tử này muốn làm gì? Thân hình của Tiêu Võ đích thực là nhỏ gầy như một con khỉ vậy, nhưng mà e rằng không ai dám mắng ta là lão hầu tử. Phong Minh lúc này thực sự là quá thất lễ. Khương Vọng âm thầm điều chỉnh lại nhận thức của bản thân về tình cảm cha con Phong Việt, Phong Minh trong lòng, sau đó cất giọng hỏi: Phong huynh cho rằng Quý Tông có ra mặt vì chuyện này hay không? Phong Minh cũng biết rằng có phẫn hận thì cũng vô dụng. Hắn ta hít sâu một hơi để bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại rồi nói: ra mặt thì nhất định sẽ ra mặt. Dù sao cha ta cũng là tông chủ, là mặt mũi của Thanh Vân Đình, nhưng mà sẽ ra bao nhiêu thì... nhưng sẽ ra bao nhiêu lực thì chưa biết. Còn đã là có người chỉ mong cha ta xảy ra chuyện. Hắn ta cũng biết bản thân vì sao lại cùng với Vu Tùng Hải hôm nay mới quen bàn bạc chỗ này. Chỉ là theo bản năng cảm thấy rằng, so với mấy người đấu đá nhau trong nội bộ tông môn kia, thì Vu Tùng Hải mới quen này có lẽ đáng tin hơn một chút. Dù sao thì cũng là bất ngờ quen nhau, không đến mức sẽ sử dụng trăm phương ngàn kế vén tạc. Vậy thì có thể dựa vào chính huynh rồi. Khương Vọng nói: Vu huynh đệ cách có cách gì không? Sau khi Phong Minh ép tâm tình xuống, đầu óc cũng đã tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn Khương Vọng nói: nếu ngươi có thể giúp cha ta thoát nạn, chuyện ta sẽ tiến cử ngươi vào Thanh Vân Đình không thành vấn đề, bảo đảm là chức vụ quan trọng. Hóa ra tiểu tử ngươi cũng biết ta muốn vào Thanh Vân Đình sao? Ở Thọ Yến dùng mọi cách biểu thị với ngươi, hóa ra ngươi lại là một tên mạnh ngốc giả sao? Khương Vọng oán thầm trong lòng không thôi, nhưng mà chuyện này cũng giúp hắn hiểu rõ, đầu năm nay thực sự là không có nhiều tên ngốc. Nếu hắn không thể hiện được chút giá trị nào thì con cháu của Thanh Vân Đình người ta sẽ phải đảm bảo choán sao? Không phải cứ biết mình nịnh nọt là được. Xuất thân này của Phong Minh cũng không thiếu người hầu muốn tầng bốc. Khương Vọng trầm ngâm một hồi, sau đó nói với một phong thái rất có trí thức:
Đầu tiên chúng ta phải biết vì sao Phong tiên sinh lại bị giam giữ. Vì sao? Phong Minh rất phối hợp, nhưng mà cũng thực sự nghi hoặc. Không phải chỉ là để chút giận với cái chết của Tiêu Hải, của Tiêu Hùng thôi sao? Đó có thể là nguyên nhân, nhưng cũng sẽ không phải là lý do để giam người. Khương Vọng lắc đầu. Ta hỏi huynh, gian tế Tiêu Quốc xuất hiện ở Phù Thuận An, muốn cấu kết với người phản quốc. Tuy nhiên là Uy Ninh Hầu trung thành với bệ hạ, tuyệt đối không hài lòng. Vậy thì gian tế Tiêu Quốc kia là tới liên lạc với ai? Cả Phù Thuận An có ai xứng để đồng thông đồng với gian tế nước đó đây? Còn có ai đáng để Tiêu Quốc phí sức? Chuyện trước chuyện sau đều cùng một chuyện, nhưng mà người trong cuộc thường khó mà thấy rõ được. Phong Minh không phải là kẻ ngu dốt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thanh Vân Đình chúng ta, Thanh Vân Đình có cấu kết với Tiêu Quốc hay không? Không quan trọng. Uy Ninh Hầu có muốn cho Thanh Vân Đình cấu kết với Tiêu Quốc hay không mới là quan trọng. Đây là lý do khiến sắc mặt của Phong Minh khó coi như vậy. Hắn ta đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Cho nên ta phải làm sao? Hắn ta hỏi. Ngươi nên làm thế nào? Uy Ninh Hầu thực ra đã chỉ đường rồi. Để Thanh Vân Đình cấu kết Tiêu Quốc, có thể giải quyết mối hận, cái chết của cháu ông ta bọn bỏ qua cho người khác, còn bỏ qua cho các người, Uy Ninh Hầu có thể nhận được gì? Hoặc là ông ta muốn có được cái gì? Khương Vọng nói. Thỏa mãn ông ta. Phong Minh nghiến răng nghiến lợi. Vì cái chết của Tiêu Hùng, chúng ta đã bỏ qua đủ thành ý rồi. Khương Vọng thầm thở dài một hơi. Thực ra Uy Ninh Hầu nên giam giữ Phong Minh để Phong Việt suy xét vấn đề này mới đúng. So với Phong Việt, Phong Minh căn bản là thiếu hụt kinh nghiệm và quyết đoán. Nhưng sau khi nghĩ lại, Phong Minh xứng đáng với cái giá khổng lồ này sao? Để Thanh Vân Đình muốn đánh kẻ xấu nhưng mà còn e ngại sao? Bản thân hắn chỉ nghĩ được tới trình độ này, nhưng mà có lẽ Uy Ninh Hầu đã suy nghĩ đến một cấp bậc khác. Có lẽ còn có một cách khác, nhưng mà ta không khuyên ngươi chọn nó. Khương Vọng tiếp tục nói. Ngươi không nhất định phải đi tìm Uy Ninh Hầu. Võ Công Hầu vừa rời khỏi đó cũng là một lựa chọn. Gian tế Tiêu Quốc đều là do thuộc hạ của Võ Công Hầu bắt được. Võ Công Hầu nói Thanh Vân Đình và Tiêu Quốc không liên quan thì chính là không liên quan. Nhưng mà sở dĩ Khương Vọng không có khuyên Phong Minh lựa chọn, đương nhiên là suy nghĩ cho an toàn của Phong Việt. Hơn nữa sau này Thanh Vân Đình phải tiếp tục ở Phù Thuận An, trở mặt với Uy Ninh Hầu không phải là vị trí tốt. Phong Minh trầm mặc một hồi rồi nói. Ta biết nên làm thế nào đây? Hắn ta vỗ vỗ bả vai Khương Vọng. Ta quay về nghĩ cách xoay sở, nhất định khiến cho lão hầu tử hài lòng. Phải phiền huynh đệ ngươi chờ ở đây, có tình huống gì mới thì kịp thời thông báo cho ta. Nói rồi hắn ta lấy từ trong người ra một cái hộp to khoảng 3 tấc có màu trắng. Ngươi giữ lấy cái hộp thiên lý truyền âm này, đây là phiền ngươi rồi. Hộp thiên lý truyền âm mà Mạc Môn chế tạo ra có hiệu quả rất tốt, nhưng mà vì tính cơ mật chưa chắc được đảm bảo, nên có nhiều tu hành giả lưỡng lự. Cũng vì vậy nên nó không được phổ biến rộng rãi. Hơn nữa nó rất dễ bị nhiễu sóng, nên dường như là không hề ứng dụng trong hoàn cảnh chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân hạn chế nguồn tiêu thụ của nó. Nhưng mà nghe nói nội bộ Mạc Môn hình như có hộp truyền âm không bị nhiễu sóng, chỉ là chưa từng để lộ ra ngoài mà thôi. Khương Vọng giơ tay nhận lấy cái hộp hình vuông nho nhỏ, thái độ rất nghiêm túc. Phong huynh xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ canh giữ ở nơi đây, chăm chú quan sát hầu phủ này. Hộp thiên lý truyền âm có ngoại hình tinh xảo, cầm vào tay lạnh. Hắn đã từng nghe đến tên vật này từ lâu, nhưng mà đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt. Dùng cái hộp nhỏ như thế này mà lại có thể đạt được hiệu quả thần kỳ như vậy, thuật cơ quan của Mạc Bôn có thể nói là thiên hạ vô song. Hoạn nạn thế chân tình, tuy đây lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng mà sự trung nghĩa của Vu huynh đệ ta sẽ không bao giờ quên. Phong Minh lại vỗ vào vai Khương Vọng, tỏ ý khích lệ. Sau mấy chuyện lấy lòng người như này, hắn ta đâu phải là không hiểu chứ. Thế người có thể giúp ta tìm kiến trúc Thanh Vân Đình đưa cho Vu huynh đệ của ngươi không? Trong lòng Khương Vọng chán nản nói thầm một câu, rồi lại thở dài một hơi, chuẩn bị bắt đầu công việc theo dõi nhàm chán của mình. Dường như là hắn ta có thể chắc chắn, trước khi Phong Minh có hành động,
Phong Việt sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng để biểu hiện cho tốt, đồng thời có thể trà trộn vào Thanh Vân Đình, hắn không thể không làm mấy chuyện vô ích này. Ngay chính lúc này, phía sau truyền đến một câu nói, nó còn trực tiếp hơn, dứt khoát hơn so với tiếng lòng của Khương Vọng. Cái này ngươi có thể cho tam ca của ngươi không? Khương Vọng thổ ra một hơi thật dài. Hôm nay hắn cứ thở dài mãi, trông rất sầu não. Hắn xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy hai người dáng vẻ quen thuộc, một mập một ốm. Trịnh lão tam mập đó chỉ vào chiếc hộp truyền âm trong tay Khương Vọng, dường như là vẫn còn hơi ái ngại. Trông có vẻ rất đáng giá. Hey, tiêu tiền giả giải nạn mà, không bỏ con tép sao bắt được con tôm. Lý lão tứ ở bên cạnh giống như một người qua đường tốt bụng, làm sứ giả hòa bình. Khương Vọng cảm thấy gân xanh trên trán mình đang giật giật. Hai cái tên đồ dở hơi này vậy mà còn chưa đi. Cái số này thật là đúng là tạo nghiệt mà. Tại sao chứ? Khương Vọng tỏ vẻ hết sức hòa nhã. Quả thực là hắn cũng rất muốn biết tại sao. Hai tên này thậm chí còn chẳng có khí tức siêu phàm. Cùng lắm thì là trình độ ngoại môn của đạo viện Thành Phong Lâm. Đương nhiên hắn cũng cảm nhận được sự tiếp cận của bọn họ. Nhưng mà hắn cũng không ngờ được, bọn họ vẫn dám qua đây, dám mổ miệng, dám sách nhiễu người khác. Bị mù sao? Ta vào thọ yến ở nội viện hầu phủ, trò chuyện vui vẻ với con trai của tông chủ Thanh Vân Đình. Bọn ta là người nói đạo lý. Trịnh lão tam hoàn toàn không biết những dao động trong lòng Khương Vọng, rất nghiêm túc nói. Trước đây ngươi đền tiền cái áo choàng, nhưng mà không có đền tiền cái áo dài, chúng ta tính nợ phải rõ, chuyện nào ra chuyện ấy. Khi đó đã nói rõ là thanh toán xong rồi, hai cái tên tặc gốc này vậy mà lại muốn chơi chữ với hắn. Tuy hắn là tiện tay mượn áo ép người ta bán là không đúng, nhưng mà một chiếc áo choàng rách thôi mà cũng đến là bồi thường hết lần này tới lần khác sao? Ngân lượng hắn ta đã đưa hắn đã có giá trị hơn gấp trăm lần rồi mà. Khương Vọng tức cười. Cho nên các ngươi còn muốn gì? Chẳng phải tam ca đã nói sao? Tên mập hời hợt đong đưa thanh đao thép trong tay. Cái hộp của ngươi trông cũng được đấy. Là bằng hữu tặng à? Tặng lại cho bằng hữu thế nào? Lý lão tứ vỗ hai tay vào nhau, giọng điệu vui vẻ. Hey, đây gọi là có qua có lại. Ta có được từ người khác rồi lại đưa cho người các ngươi. Đây gọi là có qua có lại sao? Khương Vọng dường như là muốn cho bọn họ một tràng vỗ tay. Hắn không kìm được mà cười lên. Nếu như ta nói không thì sao? Hey. Lý lão tứ sửa mặt xuống, ngón tay chỉ sang bên cạnh. Cơ thể săn chắc, cương đao trói loại kia, có nhìn thấy không? Này, Trình lão tam vỗ hắn một cái, rất đáng ghét. Đừng có mà đẫm máu như thế, ta không chém người. Hắn ta đương nhiên là người nắm quyền quyết định trong hai người, ra vẻ rất là khí phách. Hắn ta híp mắt cười nhìn Khương Vọng. Bọn ta chưa từng ép buộc, bọn ta sẽ treo ngươi lên, treo ở trên cây cho đến khi ngươi nói ừ mới thôi. Ồ, đây không tiện nói chuyện, bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Khương Vọng chỉ về phía khu rừng nhỏ cách đó không xa. Chúng ta qua đằng kia nói. Được, món đồ quý giá như vậy, nếu ngươi tùy tiện giao ra, quả thực là khó ngươi, làm người ta không để ý. Trịnh lão tam đúng là kiểu người tâm lý. Vậy thì đi thôi, đi đi đi. Lý lão tứ khi thế hiền ngang, ngạo nghễ dẫn đầu đi trước. Khương Vọng cũng không có vội, bước theo phía sau. Chắc là sợ hắn bỏ chạy, cho nên Trịnh lão tam cứ luôn theo sát bên cạnh, ánh mắt chăm chăm theo dõi hắn. Ba người cứ thế mà đi vào trong rừng cây âm u đó. Chưa được 10 tức, Khương Vọng vỗ tay, ung dung chậm rãi đi vào. Đối với hắn ta mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo nhỏ để điều chỉnh tâm trạng quán ta một chút mà thôi. Công việc theo dõi mới là nơi cần thể hiện tốt vào lúc này. Và trong khu rừng nhỏ đó, hai tên một mập một ốm bị dây leo trói lại, treo ngược lên cành cây, lùng la lùng lẳng. Hai người cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này, rắc một tiếng, cành cây khô bị đạp gãy vang lên từ xa đến gần. Mà đêm nặng trĩu, rừng cây cũng trở nên đặc biệt u ám. Một nữ tử với thân hình mảnh mai, cùng mái tóc dài lướt qua màn đêm, dẫm lên những nhánh cây sơ xác, đi đến chỗ cái cành cây treo ngược hai người kia. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn. Ánh trăng qua những khe lá khiến cho người ta có thể nhìn thấy chiếc mặt nạ quái dị chẳng có ngũ quan trên gương mặt nữ tử kia. Thú vị. Nàng ta hỏi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Miệng của hai kẻ kia
bị một dải vải bịt lại. Dải vải thì được lấy ra từ bên trên quần áo của bọn họ. Tên mập không lên tiếng, tên ốm thì cứ kêu ươm ươm. Các người có mệt không? Nữ từ đó lại hồi, tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm. Trịnh Đạo Tam thổi nhẹ một hơi, mảnh vải đang trói chặt từ từ buông lỏng ra, rơi xuống. Cười lên giống như đứa trẻ vậy, thú vị lắm. Nữ tử đi tới hai bước. Lão đại không phải bảo các người đến đây chơi? Bọn ta cũng đâu chỉ chơi mà không làm việc chứ. Trịnh Đạo Tam cười quái gở. Lý lão tứ thì phát ra mấy tiếng xoèn xoẹt kỳ lạ. Miếng vải ở miệng hắn ta từng đoạn tự động cuốn đi, cuối cùng là cuốn thành một quả cầu nhỏ. Bịch một tiếng, nó rơi xuống đất, đập thành một cái hố nhỏ, thẳng đứng, sâu dưới đáy. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn ta cũng hùa theo. Các ngươi đang chơi với ai? Nữ tử mang chiếc mặt nạ không có mặt này hơi hơi bất lực. Trịnh Đạo Tam quay đầu lại nhìn Lý lão tứ, rồi xoay đầu lại nói, không nói cho ngươi biết đâu. Người đó có thú vị không? Nữ tử dường như là không nghe thấy lời cự tuyệt quán ta, cả người dần dần bay lên, đầu ngang với Lý lão tứ đang trông ngược đó, ánh mắt cũng nhìn vào mắt quán ta. Lý lão tứ co rụt lại phía sau, nhìn Trịnh Đạo Tam giống như đang cầu cứu vậy. Tam ca. Trịnh Đạo Tam nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy. Hả? Nữ tử nói bằng giọng điệu nặng nề. Rất biết điều đấy. Lý lão tứ vội nói. Biết điều thế nào? Đối xử với những người có sức mạnh không bằng hắn vẫn rất biết lý lẽ. Vậy thì thực sự rất biết lý lẽ rồi. Đương nhiên. Dáng vẻ Lý lão tứ rất kiêu ngạo, giống như là người được khen đán ta vậy. Thế sao các ngươi lại bị treo ngược lên? Nữ tử hỏi. Bởi vì bọn ta không có nói lý lẽ. Lý lão tứ vẫn cứ tỏ vẻ thản nhiên, trơ mặt mò ra. Thực lực các ngươi, thực lực của người đó như thế nào? Nữ tử lại hỏi. Mạnh hơn phế vật. Lý lão tứ cười cợt nhả nói. Nữ tử đó rõ ràng không muốn phối hợp đùa giỡn với hắn ta. Vấn Tâm là người mà lão đại đích thân cứu về, đừng cứ mãi gọi hắn là phế vật, trêu ghẹo hắn nữa. Lý lão tứ cười lên hề hề, nhưng mà chẳng nói gì, đương nhiên hắn ta không có mấy quan tâm. Sớm muộn gì hắn cũng khoét tim của ngươi. Nữ tử đột nhiên hung dữ nói. Lý lão tứ bị treo ngược như thế, bắt đầu đưa qua đưa lại, tự mình chơi với mình cũng vui đấy chứ. Tất nhiên hắn ta không quan tâm đến mấy câu uy hiếp kiểu này. Hoặc là nói, cho dù lời hăm dọa này thực sự trở thành thật đi chăng nữa, hắn ta cũng không cảm thấy chuyện này tồi tệ đến vậy, không chừng còn thú vị hơn nữa. Người đó ở đâu? Nữ tử lặng lẽ đợi hắn ta chơi một lát, rồi lên tiếng hỏi. Lý lão tứ ngừng cái xích đu quái dị kia lại, cũng không cười, nhìn chăm chăm vào nữ tử đó. Tam ca đã nói là không nói cho ngươi biết rồi mà. Nữ tử kiêu ngạo cười một tiếng. Nghe ngươi nói thú vị như thế khiến cho ta... Nàng đưa tay khẽ ấn nhẹ lên chiếc mặt nạ không ngũ quan của mình, có hứng thú tháo mặt nạ ra đấy. Bịch một tiếng, một thanh âm khe khẽ vang lên, khiến cho người ta không kìm được mà hoài nghi. Âm thanh này phải chăng đã từng xảy ra? Sau khi âm thanh này vang lên, Trịnh Đạo Tam đã mở được dây chói. Hơn nữa, mặt đối mặt đứng trước phụ nữ đó, thanh đao thép sáng chói, không biết đã nhấc lên từ khi nào. Đó là đồ chơi của ta, không cho người chơi. Hắn ta nghiêm túc nói. Ánh mắt cố chấp đơn thuần, giống như một đứa trẻ vậy, còn ngang bướng nhưng mà lại lạnh lùng và sắc bén như thanh đao thép trong tay vậy. Thân hình to lớn của hắn ta cho người ta cảm giác cực kỳ là đè nén. Thanh đằng trên người của Lý lão tứ lúc này bò đi giống như một con linh xà, cả người xoay vòng nhẹ nhàng khéo léo đứng phía sau Trịnh lão tam. Tam ca, hắn ta mở miệng nói. Ta thực sự không muốn cắt thịt nàng ta. Ta có hai lý do. Thứ nhất, nàng ta gầy quá, chẳng có tí thịt nào. Thứ hai, chúng ta đánh không lại lão đại. Lão tứ người nói có lý. Trịnh lão tam nói. Ta là người hay nói đạo lý mà. Lý lão tứ là cất giọng hí hửng. Trịnh lão tam vẫn nhìn người phụ nữ đeo mặt nạ không mặt đó, quay đầu nhìn lại. Nhưng mà người nghĩ lại thử đi, nếu để lão đại truy sát chúng ta có phải là rất vui không? Ồ, hai mắt Lý lão tứ sáng lên, dường như là bắt đầu hứng thú. Được. Nữ tử tay xuống bên cạnh chiếc mặt nạ, lựa chọn thỏa hiệp. Biết là món đồ chơi của các ngươi,
nên ta không có động. Đến. Trịnh Lão Tam vẫn không buông thanh đao thép. Ngươi vừa nói muốn bóc mặt mà. Nữ nhân chống nạnh. Bây giờ lão nương không muốn nữa. Không được sao? Ánh mắt Trịnh Lão Tam vẫn là rất gàn vững. Không. Một lời nói ra bốn ngựa khó theo. Nhất ngôn cầu đình. Một lời nói như đinh đóng cột. Ngôn xuất tất thành. Đáng giá ngàn vàng. Lý Lão Tứ lên giọng bênh vực. Chỉ là không có ăn khớp. Nghĩ phải một lúc mới thốt ra được một câu. Không liền mạch. Nữ tử xác nhận thua. Lấy từ trong hộp đựng đồ một thỏi vàng. Ta xin lỗi, ta đền tiền. Trịnh Lão Tam nhận lấy thỏi vàng, mỉm cười nói. Được. Tam ca, Tam ca. Lý Lão Tứ dương mắt nhìn hắn ta. Đây là bồi thường cho hai chúng ta. Trịnh Lão Tam miễn cưỡng xoa tay. Yên tâm, Tam ca sẽ không có bạc đãi ngươi. Đồ ngốc. Nữ tử không kìm được mắng. Ngươi mắng bọn ta sao? Trịnh Lão Tam lập tức nghiêm túc nhìn hắn. Nữ tử đành phải moi vàng ra tiếp. Nàng ta là cường giả tu vi. Vàng bạc đối với nàng ta mà nói cũng chẳng có giá trị gì. Sở dĩ nàng ta mang theo bên mình nhiều như vậy. Chẳng phải là bị hai tên dở hơi này ép sao? Hở một tí là đền tiền. Không đền thì ta giết người. Không mang theo một chút ngân lượng ở bên mình thì không được. Nói chuyện chính đi. Đại sự của các ngươi thế nào? Nữ tử moi hết tiền bất mãn nói. Lão đại nói các ngươi quá là ham chơi. Bảo ta đến phụ các ngươi. Trịnh Lão Tam rất không phục. Lúc đến, hắn có còn nói, lần này tin chúng ta đến có thể làm tốt. Lý Lão Tứ hùa theo nói giúp. Đúng vậy. Dù sao cũng là đại sự của bọn ta, Trịnh Lão Tam nói. Lý Lão Tứ nói tiếp. Nói đoạn, bọn họ cũng trừng mắt nhìn nữ tử đó, cố gắng muốn trừng ra một lời giải thích. Nữ tử khẽ gật đầu, suy nghĩ rồi nói. Có thể hắn quên rồi. Lý do này trông có vẻ rất hoang đường, nhưng mà Trịnh Lão Tam và Lý Lão Tứ không hề ngại. Rất hợp lý mà. Được thôi, Trịnh Lão Tam nói. Chúng ta đang quan sát tình hình. Lý Lão Tứ tiếp tục nói. Tiến triển đang rất thuận lợi. Thế thì tốt, nữ tử u ám nói. Lúc này Khương Vọng đang canh giữ bên ngoài phủ Uy Ninh Hầu. Vốn không biết hắn đã vô tình chọc giận ai. Hắn cũng không có rõ. Hai người bén ta dễ dàng treo ngược lên cây như vậy. Đáng sợ đến nhường nào. Cũng không có biết. Có một luồng sát khí đang ngột ngạt, lặng lẽ, biến mất. Thế giới này là nguy hiểm như vậy. Không ai có thể đảm bảo an toàn. Hắn chỉ có thể yên lặng canh giữ ở đó. Không lơ là bất cứ một giây phút nào để thăm dò nội phủ. Đồng thời chờ đợi Phong Minh đến. Chắc Phong xin ngừng ở đây. Tranh thủ một tí đọc ngắn ngắn tí. Có gì buổi tối nhé. Xin chào mọi người. Cái mấy cuộc nói chuyện của mấy ông Tam Tứ mấy lại cái nữ tử kia loạn quá. Anh em có gì nghe, chịu khó nghe kỹ tí. Mình đọc mình còn thấy loạn. Không biết mình đọc đúng hay không. Xin chào mọi người.